quý vị và các bạn, với 32 điểm đến du lịch hấp dẫn, Lào Cai luôn là một trong những lựa chọn ưu tiên dành cho khách du lịch khi muốn trải nghiệm khám phá phong cảnh hữu tình, phong tục độc đáo, con người vùng cao hiền hòa, mến khách. Vườn đá Tà Phìn nằm tại trung tâm xã Tà Phìn, thị xã Sapa. Khu sinh thái này có diện tích trên 12.000 m2, được thiết kế quy hoạch thành những chuỗi sản phẩm dịch vụ du lịch khép kín. Tiện lợi, hấp dẫn, song vẫn giữ được bản sắc của người dân địa phương. Tại đây, khách du lịch không chỉ được tận hưởng những ngày nghỉ ngơi, thư giãn thoải mái, mà còn được thưởng thức những món ăn ngon, mang đậm bản sắc vùng cao. Tà Phìn Xanh cũng là sản phẩm dịch vụ du lịch nông thôn đạt chứng nhận OCOP 4 sao. Mọi cách dịch vụ bắt đầu người ta đã mở gần như là hết, mà con người thì rất là thân thiện, mà kể cả những cảnh rất là đẹp, mà đồ ăn đồ uống trên đấy anh thấy là rất là ngon, ăn rất là ngon, bọn anh đi anh thấy ăn rất là ngon mà hợp lý. Ngày nào mình cũng đón khách, mở cửa tất cả các ngày trong tuần. Nhà mình có cái diện tích nó khá là rộng, phải có cái không gian cho các bạn trẻ nhỏ, các bạn đi chạy nhảy, các bạn đi chơi. Với 32 điểm du lịch đã được công nhận, cũng là 32 sắc thái du lịch mà Lào Cai đã nỗ lực xây dựng nhằm đem đến cho du khách sự trải nghiệm thú vị nhất trong hành trình đến với mảnh đất, con người và văn hóa bản địa. Với sự chuẩn bị chu đáo, đầu tư khá bài bản, đặc biệt là sự hưởng ứng của người dân, du lịch Lào Cai đã, đang và sẽ là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn. Làm mới những cái sản phẩm du lịch, những cái sự kiện du lịch hấp dẫn với 50 cái sản phẩm du lịch mang tầm quốc tế, du lịch Lào Cai, du lịch Sapa rất hân hạnh được chào đón nhân dân và du khách đến tham gia trải nghiệm các cái sản phẩm du lịch tại khu du lịch quốc gia Sapa cũng như du lịch Lào Cai. Sau khi Lào Cai triển khai các phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới, lượng khách du lịch đến các khu điểm du lịch trên địa bàn tăng mạnh, đặc biệt là khách du lịch quốc tế đã quay trở lại địa phương. Cùng với những cách làm hay, sáng tạo, các điểm đến ấn tượng của Lào Cai sẽ góp phần không nhỏ trong việc hiện thực hóa mục tiêu thu hút 4 triệu lượt khách du lịch trong năm 2022.